Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Son Môi Đỏ. Chương trình được phát sóng vào lúc 12 giờ 30 phút từ trưa thứ hai tới trưa thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV9. Quý vị thân mến, khi người đẹp Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc thế giới, điều mà công chúng quan tâm đó chính là ngoại ngữ. Liệu đây có phải là rào cản khiến cho người đẹp Việt Nam chưa thể chạm tay tới chiếc vương miện danh giá? Ngày hôm nay, xin mời quý vị khán giả hãy cùng trò chuyện với một người đẹp đã có 3 lần chinh chiến đấu trường nhan sắc quốc tế. Hãy cùng trò chuyện với Á hậu Huỳnh Thị Yến Nhi. Xin chào Thanh Thanh Huyền và khán giả đang xem chương trình Son Môi Đỏ. Không biết là chị đã tham gia qua 3 cuộc thi nào ạ? Bản thân Nhi đã có vinh hạnh được tham gia 3 cuộc thi. Đó chính là cuộc thi Miss Global vào năm 2014 này. Một cuộc thi nữa là Miss Asian vào năm 2017. Và cuộc thi gần đây nhất đó là cuộc thi Miss Club năm 2018. Tại sao chị lại có một cái niềm đam mê với những cuộc thi sắc đẹp như vậy? Hồi trước á, khi mà Nhi tham gia nghề người mẫu thì có một người chị, đó là chị Hà Anh. Thì chị Hà Anh nói là gương mặt của Nhi rất là tây, rất là phù hợp với những cuộc thi quốc tế, thì thử sức mình tham gia một cuộc thi xem sao. Thì Nhi đã quyết định là sẽ tham gia cuộc thi Miss Global 2014 tại Philippines. Khi mà Nhi đến với đấu trường quốc tế là vào năm 2014 đấy, thì một cô gái mới vào nghề và nền tảng tiếng Anh của Nhi rất là cơ bản thôi. Thì khi mà Nhi đến với các đấu trường quốc tế thì cái việc mà để cho Nhi được tự tin hơn á thì hoàn toàn là không có luôn á. Lúc đó mình cảm thấy rất là cô đơn, lạc lõng ở xứ người. Thì Nhi cũng đã cố gắng hết sức, cũng sử dụng hết cái vốn liếng tiếng Anh của mình để có thể giao tiếp với các bạn thí sinh trên thế giới. Thì cũng may mắn là trong cuộc thi đó Nhi cũng gặp rất là nhiều bạn bè rất là thân thiện. Thì họ cũng kiên nhẫn lắng nghe những gì mình nói và hiểu những gì mình nói, sau đó chia sẻ lại với Nhi. Ví dụ như trong cuộc thi, ban giám khảo sẽ đưa ra rất là nhiều câu hỏi nè, những cái quy định nè, thì đôi lúc Nhi sẽ không thể hiểu được. Thì cũng là nhờ những người bạn đó đã kiên nhẫn và giải thích lại với Nhi để Nhi có thể hiểu hơn. Đó chính là những cái mà Nhi cảm giác mình rất là thiếu sót khi mình đến với đấu trường quốc tế mà tiếng Anh mình lại không thành thạo. Từ sự thiếu sót của lần đầu tiên thi quốc tế đó thì chị thấy là hai lần thi tiếp theo của chị nó diễn ra như thế nào, và chị có tăng cường hoặc là trau dồi học tiếng Anh thêm không ạ? Cái lần đầu tiên khi mình tham gia đấu trường quốc tế, mình cảm thấy ngoại ngữ là một cái rào cản rất là lớn đối với mình. Thì khi mà Nhi trở về Việt Nam và Nhi đã quyết tâm là mình sẽ phải học thêm về ngoại ngữ, để không chỉ là khi mà mình tham gia những đấu trường quốc tế, mà là khi mà mình có thể gặp bạn bè người nước ngoài, trong đời sống hiện tại của mình có thể nói và giao tiếp được tốt hơn. Thì cái việc mà học ngoại ngữ là Nhi nghĩ là một cái việc rất là cần thiết trong cái thời đại hiện nay luôn. Thanh Huyền cũng tò mò là khi đi thi quốc tế như vậy, những cái hoạt động trong cuộc thi sẽ là gì? Bởi vì khán giả ở nhà thì họ chỉ có thể xem được cái phần trả lời ứng xử. Còn những cái hoạt động thường ngày xuyên suốt trong một cuộc thi thì các thí sinh họ có nói chuyện với nhau nhiều không? Hay là mình có cái cơ hội để mà thể hiện cái ngôn ngữ, ngoại ngữ của mình nhiều không ạ? Khi mà mình đi thi một cuộc thi quốc tế thì việc đầu tiên khi mà mình đến với cuộc thi đó là chính là giới thiệu về bản thân mình và đất nước của mình. Không phải là cái phần mình thi ứng xử trên sân khấu đâu, mà là xuyên suốt cuộc thi các ban giám khảo đã chấm điểm mình rồi. Và trong các cuộc thi thì tất nhiên về cái độ thân thiện nè, hoạt bát nè, khi mà mình có thể giao lưu với các bạn thí sinh cũng là một cái số điểm rất là lớn. Thực sự thì trong các cuộc thi, ngôn ngữ là một trong những điều rất là quan trọng để mình có thể giao tiếp và kết nối với mọi người. Nhưng bên cạnh đó thì thần thái tự tin và sự ham muốn học hỏi, cũng như là thái độ mình đối xử với những người xung quanh cũng là rất là quan trọng. Chị Nhi nghĩ là một người đẹp Việt khi mà đi thi quốc tế thì có cần phải đạt một cái tiêu chuẩn nào về ngoại ngữ cụ thể hay không? Xã hội ngày càng phát triển, giáo dục mình cũng vậy, thì tiếng Anh đã được áp dụng và đào tạo từ cái bậc phổ thông rồi. Nó là một cái nền cơ bản giúp cho các bạn trẻ khi mà bước ra khỏi đại học là họ có thể tự tin về tiếng Anh. Thì nếu mà tiếng Anh của mình vẫn còn yếu thì Nhi nghĩ là mình nên học hỏi và rèn luyện thêm. Còn khi mà mình đi ra đến đấu trường quốc tế thì để mà mình có thể tự tin hơn thì đó chính là cái thần thái bên trong. Và cái ngôn ngữ của mình khi mà mình nói ra được chuẩn và được chính xác hơn là sự rèn luyện. Thì Nhi nghĩ là vốn tiếng Anh cơ bản là bạn có thể đi ra đấu trường quốc tế rồi. Nhưng với những phần phỏng vấn trực tiếp hoặc là những phần thi ứng xử, khi nghe ban giám khảo đặt câu hỏi bằng tiếng Anh mà ngoại ngữ của mình không tốt, thì lúc đó nên như thế nào? Chị nghĩ là mình có nên sử dụng thông dịch viên không ạ? Thì thật sự ra nó sẽ có hai sự lựa chọn cho mình.
Một là mình sẽ lựa chọn có thông dịch viên, và hai là mình sẽ tự trả lời câu hỏi. Thì thường á, nếu mà vốn tiếng Anh mình không đủ và mình không thể hiểu được câu hỏi của ban giám khảo thì mình nên chọn có thông dịch viên. Thì lúc đó cái sự tự tin của mình sẽ có hơn và nó sẽ giúp đỡ rất nhiều để mình trả lời đúng ý của ban giám khảo. Có những bạn mạo hiểm thì sẽ thích là được tự nghe và tự trả lời theo cách của mình. Nhưng mà lời khuyên chân thành của Nhi là nếu mà bạn đã không giỏi về cái việc gì đấy thì bạn nên chắc chắn đối với một cuộc thi quốc tế. Theo kinh nghiệm của Nhi, những cái câu hỏi của ban giám khảo nước ngoài á, sẽ dựa vào năng lực của thí sinh mà đặt ra câu hỏi. Trong suốt quá trình thi sẽ có một quản lý thí sinh, thì họ sẽ hiểu là cái bạn này có giỏi tiếng Anh hay không, bạn này giao tiếp được hay không, họ sẽ ghi chú lại hết. Và đến khi mà buổi phỏng vấn kín á, họ sẽ đưa ra cái lời khuyên cho ban giám khảo là nên như thế nào với bạn thí sinh này. Thì đó là cái cuộc thi mà Nhi đã tham gia, và Nhi có một cái chị quản lý và chị đó rất là kiên nhẫn để nghe Nhi nói. Thì khi mà đến cái buổi phỏng vấn kín á, thì chị đó có nói là bạn này tiếng Anh cũng không được chuẩn lắm, thì ban giám khảo sẽ đưa ra những câu hỏi khá là dễ để Nhi có thể nghe và hiểu được. Và họ nói rất chậm nha, họ rất là kiên nhẫn với mình. Có người đẹp nào khiến cho chị Nhi cảm thấy ấn tượng mặc dù ngoại ngữ của họ chưa thật sự hoàn hảo chưa? Qua quá trình mà Nhi tham gia các cuộc thi quốc tế thì Nhi có rất ấn tượng với một bạn thí sinh. Thì bạn đấy đến từ Hàn Quốc. Và ấn tượng đầu tiên của Nhi là lúc đó khi mà Nhi đến với đấu trường đó, Nhi khá là rụt rè và Nhi ngồi một góc thôi. Thì bạn đó là đến và cười với Nhi, cái nụ cười bạn đó rất là đẹp. Thì đó là cái mà để Nhi nhớ về bạn đó trong suốt quá trình thi. Lúc nào bạn cũng cười, bạn cũng vui vẻ. Mặc dù tiếng Anh bạn không tốt nha, bạn cũng cố gắng có thể giao tiếp với Nhi bằng ngôn ngữ hình thể. Ví dụ như bạn hỏi là Nhi có đói không, thì bạn hay xoa bụng. Hoặc là hôm nay Nhi sao, là có vui vẻ hay không, là bạn hay để cái mặt cười như thế đấy. Là cứ mỗi buổi sáng gặp bạn là hỏi là hôm nay bạn có cảm giác vui vẻ hay không, bạn có thoải mái hay không, bạn có ngủ ngon hay không. Thanh Huyền thấy trước khi đi thi những cuộc thi hoa hậu quốc tế thì tất nhiên các người đẹp được chú ý rất là nhiều và cũng sẽ có thể là gặp một vài những cái ý kiến trái chiều nếu như mà cái phần tiếng Anh của họ chưa có tốt, và điều này cũng có thể là dẫn đến ảnh hưởng về những yếu tố tâm lý của một người đẹp khi đi thi, chắc chắn là sẽ cảm thấy rất là áp lực. Thì chị Nhi có cảm thấy như vậy không? Thật sự ra lúc đầu khi mà Nhi đi thi một cuộc thi quốc tế thì tất nhiên ngôn ngữ là một cái áp lực rất lớn với Nhi. Tại Nhi rất là sợ là không biết khi mình đi thi mình có thể giao tiếp tốt được với mọi người hay không. Nhưng khi mà Nhi đi thi rồi thì Nhi cảm thấy một cái việc như thế này nè Huyền. Khi mà mình đã đại diện một đất nước đi thi cuộc thi và đem cái vẻ đẹp văn hóa và cái vẻ đẹp của đất nước mình đến với các bạn trên thế giới, thứ nhất là mình phải có sự chuẩn bị. Có thể tiếng Anh mình sẽ không giỏi, nhưng mà mình có thể soạn trước những cái câu tiếng Anh và tập luyện nó mỗi ngày, để khi mà mình đi ra đấu trường quốc tế, mình có thể nói lưu loát những cái vấn đề đó. Trong cái quá trình các bạn đi thi tham gia một cuộc thi sắc đẹp quốc tế thì các bạn đã có rất là nhiều áp lực vào bản thân. Công chúng có thể nhìn và hiểu cũng như cảm thông với các bạn và cùng nhau ủng hộ, thì các bạn sẽ có cái động lực tốt hơn trong cuộc thi. Mình cũng không nên khắt khe nhiều quá. Thanh Huyền thấy là cái cá tính của mỗi một cô hoa hậu, thần thái riêng của cô ấy và cách mà cô ấy ứng xử với mọi người xung quanh cũng là một ngôn ngữ. Đúng rồi. Cũng là một ngôn ngữ riêng của cô ấy. Và những cái điều gì từ trái tim, Thanh Huyền nghĩ nó cũng sẽ đến được với trái tim của mọi người. Cảm ơn chị Nhi. Cảm ơn em. Thì thật sự ra Nhi cảm thấy là khi bạn đã là một người đẹp thì bạn sẽ cố gắng hoàn hảo, nhưng mà không phải là sự hoàn hảo nào nó cũng sẽ tốt. Bạn hãy là chính bản thân của mình và cố gắng học hỏi, trau dồi mỗi ngày để mình có thể tốt hơn mình ngày hôm nay. Thì Nhi nghĩ là sự cố gắng đó sẽ được quý vị khán giả nhìn nhận và ủng hộ mình. Thì sắp tới đây thì Nhi cũng thấy được một bạn hoa hậu mình sắp đi thi đấu trường quốc tế, đó là bạn Kim Duyên, đúng không? Thì Nhi cũng mong là mọi người sẽ cùng nhau ủng hộ bạn, cùng nhau cho bạn một cái động lực để bạn có thể thi tốt và làm cho nước Việt Nam mình rạng danh. Cảm ơn chị Nhi rất là nhiều. Quý vị khán giả thân mến, buổi trò chuyện ngày hôm nay thực sự rất là thú vị. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Son Môi Đỏ được phát sóng vào lúc 12 giờ 30 phút từ trưa thứ hai tới trưa thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV9. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.